Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Vâng, trong clip của buổi chiều ngày hôm nay, ngày 24 tháng 2 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón một đoàn khách hàng đến từ Hạ Long, Quảng Ninh. Các anh về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong buổi chiều ngày hôm nay cũng lựa chọn được một sản phẩm bên cửa hàng cung cấp là một cặp loa Bose 10.2 Series 2 có thùng màu vàng. Vâng, những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp thì quý khách hàng theo dõi kênh cũng đã được biết những sản phẩm còn rất là mới và đẹp. Thì đoàn khách hàng đến từ Hạ Long, Quảng Ninh, các anh cũng đã lựa chọn được một cặp loa mà anh yêu thích. Vâng, vậy âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cũng là hình thức quảng cáo cho cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để những vị khách hàng ở xa có thể tin tưởng bên Audio Đức Hạnh sẽ được cung cấp những sản phẩm đến tận tay quý khách hàng trên 63 tỉnh thành có niềm đam mê âm nhạc. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Ninh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng chỉ có duy nhất một cặp loa Bose 10.2 Series 2 mới về thì anh cũng đã lựa chọn luôn rồi. Phần đoàn khách thì xin được giấu hình và giấu tên. Các anh Quay mặt. Vâng, em đã giấu hình là giấu tên là không quay đến rồi. Vâng, các do công việc riêng của mỗi vị khách hàng, cửa hàng cũng tôn trọng ý kiến của những vị khách hàng về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, vậy âm thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những vị khách hàng đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Xin cảm ơn đoàn khách hàng đến từ Đông Triều, Quảng Ninh trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, âm thanh Đức Hạnh cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.